thay thế các tường biến thành bà mối của bạn muốn hẹn hò, dù phải chịu rất nhiều áp lực, phải nhận nhiều bình luận tiêu cực từ phía khán giả, vậy nhưng cho tới nay, Nam Thư đã xong xuôi tốt vai trò thế hệ của mình. Đồng hành cùng chương trình hơn 6 tháng, Nam Thư đã cùng Quyền Linh kết nối chiến thắng 120 cặp đôi, trong đó có hai cặp đôi đã kết hôn sau 3 tháng thi hình đây là minh chứng cho sự mắt tay của ông Mai bà mối. đạt nhiều thành quả tuyệt vời là thế. Tuy nhiên trong buổi họp báo kỷ niệm 6 năm bạn muốn hẹn hò phát sóng diễn ra vào chiều nay ngày 29 tháng 10, Nam Thư đã có chia sẻ bất ngờ, cô sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình ở năm thứ bảy. Nguyên nhân được Nam Thư chia sẻ là do cô có những dự án riêng trong vai trò nhà phát triển. Nam Thư nghẹn ngào đôi nước mắt khi rút khỏi vị trí bà mối trong bạn muốn hẹn hò. Trong 6 tháng qua, Nam Thư đã cùng Quyền Linh kết nối chiến thắng 120 cặp đôi, trong đó có hai cặp đã kết hôn và nhiều cặp đang trong quá trình tìm hiểu. Theo thông tin từ phía nhà phát triển thì người thay thế Nam Thư sẽ là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân hiện còn đang là người dẫn cho các chương trình như Vợ chồng Son, Mẹ chồng nàng dâu. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân sẽ khai mạc vai trò bà mối trong bạn muốn hẹn hò.